Bạn nhá, hôm nay mình đi chợ, mình sẽ giới thiệu các bạn là một tuần á bên Nhật á là hết bao nhiêu tiền cho hai người. Các bạn nhá, hôm nay các bạn hãy đi theo mình nhá. Bây giờ mình đi chợ các bạn nhá. Thế nào, đi. Siêu thị đến nơi rồi các bạn nhá. Hôm nay mình giới thiệu các bạn các cái đồ thức ăn hàng ngày mà trong một tuần hai người phải sử dụng ở bên Nhật như thế nào nhá. Đây là cái siêu thị mà mình thường xuyên đi mua. Ở cái khu vực này thì cái siêu thị nói chung là nó là cỡ rẻ so với lại các cái siêu thị khác, thì thường nên là mình thường hay đến đây mua. Nó cách nhà mình tầm khoảng 4 cây số các bạn ạ. Đây là siêu thị Tachiza. Đấy. Rất nhiều người Việt họ đến đây họ cũng mua ở đây các bạn nhé. Rất đông ô tô, rất đông người Nhật đến đây mua. Đây, siêu thị ở đây các bạn ạ. Bây giờ các bạn đi vào siêu thị cùng với mình nhá. Mình rất thích ăn nho nên là mình sẽ mua nho các bạn nhá. Nho này là 80.000. 80.000 một cân các bạn ạ, 80.000 một cân nhá. Dưa lưới nói chung rất là đắt nhá, dưa lưới đắt lắm. Mận, mận đầu mùa, mận có đào này. Rất nhiều đồ nhé. ありがとうございます。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 あり
Rất là đông người nha. Mình mua xong rồi các bạn nhá. Bây giờ mình chuẩn bị mang đồ để về nhá. Thì mình mua hết 6 sen các bạn ạ. Mình mua 6 sen rưỡi các bạn ạ. Đây này, 6 sen rưỡi nhá. 6 sen rưỡi của Nhật Bản thì tương đương khoảng 1 triệu 3 của Nhật của Việt Nam nhá các bạn nhá. Thì đây là đồ ăn trong 1 tuần các bạn ạ, 1 tuần 2 người. Thì các cái đồ mình mua đây này các bạn ạ. Có thịt này, thịt băm này, sườn này. Rau này chưa đủ các bạn nha, rau này tí phải mua thêm đi các bạn ạ. Đây là cá hồi các bạn nha, bên Nhật rất nhiều cá hồi các bạn ạ. Kem. Chắc thiếu tư bóng rồi. Mình né không gầm đấy rồi em để gầm đấy. Cứ lép à? Cứ lép mà còn xếp đấy. Cứ lép nửa con chứ. Ừ, em đẹp một bóc. Nếu mà có đi xe máy thì mẹ cũng có mấy bóc nữa. Đấy, mình xin giới thiệu các bạn này nha. Mình đây là 6.428 yên là tổng số cái hàng mình mua. Đấy. Nó tương đương với khoảng 1 triệu 3 của Việt Nam các bạn nhá, 1 triệu 3. Một tuần các bạn ạ, hai người. Thì trong đây chưa có tiền rau, tiền hoa quả ăn linh tinh ở trong một tuần nữa các bạn nhá. Đây là tạm thời, đây là thức ăn lương thực đủ cho một tuần thôi. Gạo chưa tính gạo các bạn nhá. Các bạn nhá, vừa rồi là mình review với các bạn quá trình mình đi chợ. Thì là nhà mình có hai người, thì là mình mua vừa rồi là hết tầm khoảng 7 sen, tương đương với 1,4 triệu của tiền Việt Nam. Nhưng trong quá trình một tuần á, mình phải mua gạo này, mua đồ ăn thêm này. Đấy, thì nó lên khoảng gấp đôi cái chỗ đấy nữa, một chỗ đấy nữa các bạn ạ. Nên là nó tầm khoảng 1,5 triệu tiền thức ăn trong một tuần. 1,5 triệu nhá, tức tức là tầm 3 triệu tiền Việt Nam. Đấy, thì là các bạn xem ở bên Nhật cuộc sống một tuần nó như thế nào trong một gia đình bình thường. Đấy là với sức ăn bình thường của hai người trong gia đình mình. Thì các bạn ở Việt Nam các bạn một tuần các bạn ăn hết bao nhiêu? Xin chào các bạn nhá. Bye bye.